giữa không gian ngột ngạt của phố thị một khu vườn nhỏ với những loài hoa xinh xinh sẽ giúp bạn xua tan cảm giác mệt mỏi yêu phiền cây hoa nhài leo hoa giấy thường xuân kim ngân đều là những giống cây cảnh được ưa chuộng nhất hiện nay chỉ cần khéo léo sắp xếp thì dù diện tích ban công nhà bạn có nhỏ đến đâu thì vẫn có thể bố trí một vài loại hoa leo chúng sẽ góp phần nâng cao tính thẩm mỹ của ngôi nhà lên gấp bội phần nhài leo là giống hoa đẹp từ sắc đến hương cánh hoa trắng muốt đẹp dịu dàng và thanh khiết nổi bật trên nền lá xanh thẫm khiến ai nhìn vào cũng thấy say mê bên cạnh đó mùi hoa nhài trắng cũng rất đặc biệt thoang thoảng quyến rũ đầy mê hoặc mùi hương này có thể kích thước cảm xúc tích cực ở hệ thần kinh xoa dịu nỗi buồn giúp tinh thần phấn chấn xóa tan mệt mỏi thường xuân thường xuân là giống cây khá nổi tiếng trong việc làm cảnh đặc điểm nổi bật của giống cây này là có thể xanh tốt quanh năm ngay cả trong thời tiết lạnh giá của mùa đông Chính vì vậy, bạn sẽ luôn có một ban công duyên dáng, xanh mượt và tràn đầy nhựa sống, thường xuân không tốn nhiều công chăm sóc nên dù bận rộn đến đâu bạn cũng có thể trồng giống cây này. Hoa bìm bìm, bìm bìm là giống hoa gắn với làng quê, ngày nay, rất nhiều gia đình ở thành phố yêu thích giống hoa này và muốn trồng để lưu giữ một phần ký ức thanh bình. Bạn có thể trồng hoa trong chậu nhỏ, sau đó bác giàn kim loại cho hoa leo, một lưu ý nho nhỏ là bạn phải thường xuyên cắt tỉa cành lá để hoa la mau và dày. Hoa ông lão khác với cái tên gợi sự già nua, còm cõi, hoa ông lão lại mang nét đẹp rực rỡ của tuổi trẻ với vô vàn màu sắc. Thông thường giống hoa này hay được trồng ở ban công hay cổng vòm lớn, chỉ với vài khóm hoa nhỏ trong nhà. Bạn sẽ khiến mái ấm của mình tràn ngập sức sống, hoa kim ngân, kim ngân còn có tên gọi khác là cẩm tú cầu leo. Bạn có thể trồng hoa trong các chậu lớn để nó bám lên ban công hay tường nhà, tương tự như cây hoa nhài leo đây cũng là một trong những giống hoa cảnh được yêu thích nhất hiện nay hoa dạng đông đúng như tên gọi loài hoa này mang đến vẻ đẹp dạng dỡ tràn đầy sức sống bên cạnh cái tên dạng đông quen thuộc cây còn được biết tới với các tên dân dã là hoa chùm ớt cây dễ trồng phát triển nhanh không cần bón phân nhiều bạn chỉ cần lưu ý tưới nước đều đặn và thường xuyên cắt tỉa cành lá là được hoa giấy tương tự như cây hoa nhài leo hoa giấy cũng là một giống cây quen thuộc thường được nhiều gia đình ở việt nam lựa chọn Giống hoa này có khả năng chịu khô cần tốt, mỗi năm chỉ cần bón phân một lần nên rất hợp với ai có lối sống bận rộn. Để cây phát triển tốt, có dáng đẹp bạn nên chú ý cắt tỉa thường xuyên, hoa giấy có rất nhiều màu sắc để bạn lựa chọn. Trắng tinh khôi, hồng dạng rỡ, cam tươi trẻ, để có một dàn hoa sinh động hơn, bạn hoàn toàn có thể kết hợp các màu sắc trên lại với nhau. Hoa rành rành, với sắc trắng tinh khôi, những cánh hoa mỏng manh, duyên dáng, rành rành đã nhanh chóng chiếm được cảm tình từ phía người yêu hoa giống cây này ưa bóng mát và đất ẩm vì vậy bạn cần tưới nước đều đặn hai lần một ngày và có biện pháp che chắn khi trời nắng gắt hồng leo được mệnh danh là nữ hoàng của thế giới hoa hoa hồng luôn có một sức hút mãnh liệt từ sắc đến hương khác với giống hồng bụi cánh to và dày hồng leo có hoa nhỏ nhắn và duyên dáng hơn giống hoa này sẽ biến căn nhà bạn thành một thiên đường lãng mạn say đắm lòng người tùy theo sở thích của mình bạn bạn có thể lựa chọn giống hồng leo yêu thích hồng, đỏ, vàng, trắng chấm hay đơn giản là kết hợp tất cả chúng lại với nhau tạo nên một tường hoa rực rỡ sắc màu. Hoa dây leo hồng anh, loài hoa duyên dáng này sẽ rực rỡ suốt cả mùa hè ấm áp với những người yêu và sành hoa thì đây chắc chắn là một giống hoa đẹp. Không thể nào bỏ qua, hoa đậu biếc khác với tất cả các giống hoa cảnh trên, đậu biếc vừa góp phần tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống vừa cung cấp nguồn thức ăn sạch. Dinh dưỡng, đặc biệt loài cây này lại dễ trồng, có thể chịu được nắng hạn hoặc rét mướt. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý cung cấp đủ ẩm cho cây, 11 loại hoa cảnh trên đây sẽ dành tặng cho bạn một không gian sống rực rỡ sắc màu. Từ màu trắng tinh khôi của cây nhài leo, rành rành, đến màu đỏ, hồng, cam rực rỡ của hoa giấy. Hoa hồng, hoa ông lão, đặc biệt, chúng đều dễ trồng, dễ chăm sóc, không đòi hỏi diện tích trồng quá lớn. Có một vườn hoa đẹp như vậy, chắc hẳn bạn sẽ xua tan được cảm giác mệt mỏi, chán trường sau một ngày học tập. Làm việc về, ất vả ở bên ngoài.